Kampong-cherai là một ngôi chùa cổ thuộc Phật giáo Nam Tông Khmer, được xây dựng vào năm 1637, tọa lạc tại quốc lộ 54, khóm 4, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, cách thành phố Trà Vinh khoảng 6 cây số. Đã từng trải qua đến 24 đời hòa thượng trụ trì, nơi mà nhiều người vẫn quen gọi là chùa hang. Không chỉ độc đáo về vẻ đẹp kiến trúc, mà chùa hang còn nổi tiếng với hơn 1.000 tác phẩm nghệ thuật điêu khắc gỗ vô cùng độc đáo như thế này. Và người tạo nên chúng cũng không phải ai khác mà chính là các vị sư thầy tại chùa. Được truyền nghề từ những nhà điêu khắc gỗ, các nghệ nhân mặc áo cà sa này đã không ngừng tìm tòi sáng tạo qua nhiều năm tháng, để rồi từ những gốc cây xù xì đã được biến hóa một cách khéo léo, đầy nghệ thuật, trở thành những tác phẩm độc đáo vô cùng sống động, mang hình thù của lông lân quy phụng hay các loài chim thú muôn phương. Chính điều này đã tạo nên một nét riêng đặc trưng cho ngôi chùa cổ trăm năm tại vùng đất Trà Vinh và cũng để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách.